vị, ngày 5 tháng 4, Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An có quyết định khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Trọng Dương, 31 tuổi, trú phường Trường Thi và 8 người khác về tội bắt giữ người trái pháp luật theo Điều 157 Bộ Luật Hình Sự. 5 người còn lại trong nhóm do đang nhỏ tuổi nên cơ quan điều tra vẫn tiếp tục đấu tranh, xử lý vi phạm hành chính về các hành vi khác. Theo điều tra ban đầu, NQV, 17 tuổi, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, thuê xe máy của Nguyễn Trọng Dương nhưng sau đó không trả. Bực tức vì không đòi được xe, Dương chỉ đạo đàn em truy tìm nam thanh niên này. Ngày 24 tháng 3, nhóm này bắt gặp V đang ở thành phố Vinh nên giữ lại lột quần áo hành hung. Cả nhóm sau đó dẫn V sang bãi đất trống ở cốc đảo Hồng Lam, nằm giữa sông Lam thuộc địa bàn huyện Nghi Xuân, rồi đánh đập. Nhóm này còn đào hố, lấy bao tải trùm đầu V rồi đẩy xuống hố lấp đất, bất chấp lời cầu xin của nạn nhân. Quá trình xác minh, Công an thành phố Vinh bắt 13 người trong nhóm thanh niên này và triệu tập nạn nhân lên làm việc. Ít ngày sau, cảnh sát bắt giữ Nguyễn Trọng Dương khi anh ta đang lẩn trốn ở Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai mục đích hành hung, dọa nạn nhân nhằm ép trả nợ. Ngoài ra, người thân nam thanh niên 17 tuổi còn nhờ dạy dỗ con trai.